Xin chào mừng quý vị và các bạn thân mến đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và ngay sau đây là bản tin. Bà bầu Vân Trang tư sinh mũm mĩm tự lái xe đi sự kiện. Vân Trang vô cùng háo hức tham gia nấu ăn trong một sự kiện tại thành phố Hồ Chí Minh, dù đang mang thai ở tháng thứ tư. Cuối tuần qua, bà bầu Vân Trang đã tự mình lái xe tham gia một sự kiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô cho biết, đang mang thai ở những ngày cuối tháng thứ tư, nhưng cô cảm thấy rất khỏe khoắn và hứng thú khi tham gia những chương trình dành cho các gia đình. Sau khi lập gia đình, Vân Trang hầu như tạm ở ẩn để làm tròn vai trò người vợ. Xuất hiện tại sự kiện với gương mặt bầu bỉnh mũm mĩm hơn trước, nhưng nữ diễn viên vẫn trông rất nhanh nhẹn và xinh tươi. Khá đông khán giả vây quanh khi Vân Trang xuất hiện. Bà bầu có phần tăng cân hơn trước, nhưng vô cùng rạng rỡ. Cô cùng các bà nội trợ chia sẻ các kinh nghiệm chăm sóc gia đình. Việc làm vợ và mang thai làm cho Vân Trang thêm phần hạnh phúc trong những ngày nghỉ ngơi dưỡng sức. Vân Trang vui vẻ chụp hình cùng các khán giả nhí của mình. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!